chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay anh chạy cá ở bến đá cầu An Tức nha các bạn. Tiền dinh nha các bạn, đang gỡ cá đó các bạn ạ, có cá lăn nữa đó các bạn. Tiếp nha các bạn. Coi tàu đèn các bạn thông cảm nha. Là tròn luôn các bạn. Rồi bà chị bà lui xuống để cho anh kéo cái chài lên đó các bạn. Ở đây mình xin nhắc lại là ở bến đá cầu An Tức nha các bạn, cái bến này cá khá là nhiều luôn nha. Cái con sông này nước rất là sâu nha các bạn, ngay chỗ mấy chiếc xà lan đang lấy hàng sâu lắm. Tiền trúng mánh rồi đó các bạn ấy. Con chài này không biết sao nè, cá chốt dính ở trên không phải nhấn cày các bạn ơi, để mình gùm gần lại cho nó gõ một tí các bạn. Có cá lăn to kìa các bạn, có lên một đống cá luôn, có cá lăn nữa đó các bạn, cá lăn á. Anh gửi cá lăng nữa kìa các bạn ơi, đang phân chài gõ cá lăng nữa các bạn. Quá tí ông coi tàu nè, cái khói bịt mù tuốt đằng này luôn, để mình dung nhỏ lại. Lượng nước đập dữ dằn không các bạn, quá cứ ông coi tàu đó rồi. Cái đó là ảnh chỉ chỉnh lấy ngay hướng nha các bạn, để lấy để cho đá nó xuống đều với chiếc xà lan á. Rồi anh gửi cá, anh gửi xong luôn các bạn ơi, hai trời trúng mánh nha các bạn, tại vì ông coi tàu bay lờ đen quá mình không có quay được. Rồi bắt đầu anh chạy cá, bắt đầu chuẩn bị chạy tiếp nha các bạn. Đó, khối nó bay là tuốt này luôn đó, các bạn, có thịt thịt khối luôn.
bị luôn rồi, các bạn ơi. Thì lấy cho nó ngay đoạn chỗ xuống đá nó đều chiếc xà lan á, dễ chạy các bạn. Còn anh chài cá đang kéo cái chài lên nè, quen chài cá rồi các bạn ơi. Mình thấy có cá chốt rồi đó các bạn, có cá Tiền Vinh lên một cặp luôn ngay cái bến cá luôn, cá Tiền Vinh cá lăng luôn đó các bạn. Khỏi đèn quá đen luôn, là đuốc này mà còn đen nữa các bạn, có cá Tiền Vinh đó các bạn. Liền cá lăng này, cá Tiền Vinh đó. Có cá Tiền Vinh, cá lăng, cá Tiền Vinh. Rồi tiếp tục bắt chạy vào để chạy tiếp nha các bạn. Nó làm đi để đậu cá vô khoang các bạn ơi, đậu cá vô khoang xuồng. Rồi tiếp tục anh bắt chài để chài tiếp nha các bạn. Các bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn, rồi theo dõi kênh của mình luôn nha. Đây, mình chài cá bắt đầu chuẩn bị dục đầu cuối cái này nè các bạn, quăng đó các bạn. Trời khá là đẹp nha các bạn, chuồng vô luôn, bỏ lỗ chính xác luôn các bạn. Rồi bắt đầu anh kéo chài lên nè các bạn ơi. Rồi anh chị bắt đầu là chuẩn bị gỡ cá nha các bạn. Hôm nay chiếc xà lan đang thị bắt đầu bị phức á, mình quay không có được. Xà lan lũ cái mũi vô bờ nữa nè, chiếc xà lan đó. Cá trong chài nhóc cưng luôn nè các bạn, đó cá kìa. Đó, dính nguyên một bầy cá luôn. Quá khứ rồi các bạn ơi. Chưa mình đứng đàng hoàng lại các bạn. Có cá lăng siêu khủng lồ luôn kìa. Khoan cá ơi, có cá lăng đó các bạn, cá lăng luôn đó. Quá khứ rồi, chỉnh chài này khủng luôn rồi các bạn ơi, cá lăng rồi. Đó, cá nữa thì các bạn. Một rổ luôn đổ vô khoang nha. Cá lăng rồi đó các bạn. Quá khứ cái chài này dính cá lăng luôn rồi các bạn ơi, siêu khủng luôn đó các bạn. Chài này là trúng mánh luôn rồi, ngay cái bến có cá lăng luôn, không có tàu các bạn ơi, đen luôn. Có chiếc xà lan này nè, ừ ừ ừ ừ, anh về nãy giờ mới ra được ngoài. Thiết luôn bị cái chiếc xà lan nó cản các bạn ơi.
chỉnh cao lăng là hết biết cao lăng luôn kìa. Gỡ nãy giờ mà chưa xong nữa. Nó lăn cả chốt nha các bạn. Quá cứ rồi. Có dính chùm chùm luôn các bạn. Chỗ mình đứng hơi có gió các bạn thông cảm nha. Các bạn thấy tiếng máy đồ chạy nhiều. Quá cứ cái chài này dính cá rồi các bạn ơi, cá lăng cá chốt nhiều lắm nha các bạn. Ủa, một rổ nữa đó các bạn. Tiếp tục gỡ cá lăng nữa. Ừ, cá lăng kìa. Cá lăng to. Chài này cả chục ký luôn á các bạn. Gỡ nãy giờ biết bao lâu luôn á. Nãy giờ đổ vô khoang hai rổ to đó. Có còn trong trại nữa nè. Đó là siêu khủng như vậy. Tiếp nha các bạn. Rồi dính chiếc xà lan luôn các bạn ơi. Cao thủ. Rồi, bắt đầu chuẩn bị kéo chài lên nha các bạn. Cái chài này chắc là không có cá các bạn. Chài nó dính ở trên cái móc của cái đồn đó các bạn. Cho nên nó bị hỏng chài nha. Đầu kéo chài lên nè các bạn ơi. Chợ đá đang qua tà lan ghe lúa đó các bạn ơi, ghe lúa quá nhiều à, có dính cá các bạn, và dính ít hơn cái chài hôm nãy nha, bị lỗi với thật là dính cái đó cá lăng đó các bạn, cái chài bị lỗi mà cũng dính cá, bến này cá nhiều quá, chài này mà không bị lỗi là cá dữ lắm luôn đó các bạn. Cá lăng đang qua các bạn, cá lăng to đó các bạn,
của chiếc ghe lúa. Nó thấy đường nha các bạn ơi. Đầu tiếp tục đánh quân trời lợi nha các bạn, nãy bị lỗi kỹ thuật rồi các bạn ơi. Rồi đánh quân rồi đó các bạn ơi, để chuẩn bị kéo trời lên nha. Rồi chín cá chừng vịt cao lăng cá chừng vịt đấy các bạn, cá lồng kiến. Rồi tiếp tục chạy tiếp hay là đi các bạn, chạy tiếp của các bạn ơi. Chuẩn bị kéo cái chạy lên nha các bạn. Gai gai luôn. Ừ. Dính giáp xong rồi các bạn. Dính ba nhánh cây ta cắn chổi cá ra hết rồi. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng luôn các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký chuông ủng hộ mình nha các bạn. Rồi anh bơi đi luôn rồi đó các bạn. Bơi đi luôn rồi đó.